Rồi em nghe rồi. Để kiểu phỏng vấn. Thì em chọn là người nào?
vị một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được thông báo xuất cứu đầu tiên của phim Matthew sẽ dành cho các phóng viên báo chí, các bạn học sinh tiếp cùng với các thầy cô đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ lịch sử ở Liên Hải sẽ được diễn ra trong ít phút nữa. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị vui lòng di chuyển đến khu vực trước mắt lớp chính của buổi thực chiến ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có đôi lời giao lưu với lại ekip của chương trình trước khi di chuyển vào trong khán phòng và bắt đầu thực chiến ngày hôm nay. Yeah.
kia đó. Rồi mình đợi giữa nha. Đợi giữa cho hai thầy nó ngồi nha. Đấy. Đúng luôn. Rồi, đợi nha, đợi nha.